sự ghép mỗi lúc một lớn hơn. Liệu rằng đây có phải là thời cơ chín muồi để chúng ta nghĩ đến bàn thắng khai thông bế tắc và mở ra cơ hội chiến thắng ngày hôm nay hay không? Người đứng trước quả bóng này là Hùng Dũng. Đây đó! Chiến quả này thật là ngọt ngào và thật xứng đáng với màn ăn mừng bùng nổ dâu cảm xúc của Tiến Linh cùng với các đồng đội. Đó là sự dồn nén của Tiến Linh và của U23 Việt Nam. Và bây giờ thì mọi cảm xúc đã lên đến cao trào để mang đến hình ảnh đẹp như thơ trên sân Việt Trì vậy. Vị trí đá phạt của Hồng Dũng rất giống với tình huống dàn xếp trong trận chung kết với Indonesia 3 năm trước. Chỉ khác là người đánh đầu kết thúc là Đoàn Văn Hậu. Hiệp phụ thứ hai còn khoảng chừng 8 phút nữa. Hy vọng chúng ta sẽ bảo toàn được lợi thế trong khoảng thời gian này khi mà chắc chắn Malaysia sẽ dồn toàn lực. Bàn thắng của Tiến Linh được ghi đúng vào phút thứ 111. Số 1 thật tuyệt vời dành cho U23 Việt Nam và tạo nên một hình ảnh chắc chắn là đáng nhớ đối với Tiến Linh trong màu áo của U23 Việt Nam tại SEA Games 31. Có lẽ là một trong những hình ảnh cảm xúc nhất của SEA Games năm nay. Vẫn lại là một câu bình luận quen thuộc của chúng tôi thôi. Khi cần Tiến Linh có và khi khó lại có Tiến Linh. Linh là người đã khai thông thế bế tắc trong trận đấu với Indonesia, trận đấu cũng rất khó khăn. Nỗ lực cản phá của Dũng Quang Nho. Nguy cơ cũng đã qua đi. Tuấn Tài. Mỗi tình huống phá bóng lên bây giờ sẽ đều nhận được những sự cổ vũ của các cổ động viên. Chúng ta đưa bóng càng ra xa khung thành của Văn Toản thì càng đến gần với trận chung kết tại sân Mỹ Đình hơn lúc nào hết. Còn khoảng 7 phút nữa. Sẽ là một sức ép rất lớn được đội bóng áo vàng tạo ra. Không có phạt góc, quả phát bóng lên. Còn 5 phút nữa, 5 phút nữa của hiệp thứ hai. Chúng ta một lần nữa chứng kiến pha phối hợp của Hùng Dũng và Tiến Linh. Những quả đá phạt của Hùng Dũng luôn là như vậy. Bóng không xoáy nhưng bồng lên và nếu tiền đạo chọn điểm rơi tốt thì cơ hội ăn bàn rất cao. Gần như đó là một bản photocopy của bàn thắng của Đoàn Văn Hậu từng ghi được trong trận chung kết Indonesia, chung kết SEA Games 2019. Bàn thắng mở tỷ số.
Kể từ trận đấu gặp U23 Timor Leste ở lượt cuối vòng bảng cho đến trận bán kết này gặp U23 Malaysia thì đội tuyển Việt Nam đều đã ghi bàn bằng đánh đầu. Các cổ động viên của chúng ta đã chuẩn bị những điều tuyệt vời nhất cho trận đấu ngày hôm nay. Tiến Long, Hùng Dũng, Dũng Quang Nho, Tiến Linh băng lên, không được, một ý đồ đẹp bóng qua tay thủ môn đối phương. U23 Malaysia phải dâng lên, chẳng có cách nào khác cả, nhưng điều đó lại khiến cho cánh cửa đến khung thành của đấu này mở toang đối với chân sút Tiến Linh. Giờ sẽ là lúc mà hàng phòng ngự của chúng ta lên tiếng. Đội bóng của chúng ta đã giữ sạch lưới trong 10 trận liên tiếp ở những giải đấu chính thức và đó là một kỷ lục. Thành công tính đến thời điểm hiện tại đang được xây chắc từ nền móng là hàng phòng ngự. Chúng ta vẫn nhớ hình ảnh phản ứng của thầy Park để bảo vệ các học trò trong trận chung kết 3 năm về trước. Phải nói là dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo thì các đội tuyển U23 hay đội tuyển Việt Nam không phải là không có nhiều những trận đấu khó khăn, nhưng trong khó khăn thì chúng ta luôn thể hiện bản lĩnh và sự may mắn. Và chuyền bóng lần đầu của Tiến Linh, Dũng Quang Nho, vẫn là Dũng Quang Nho. Có cảm giác là đội tuyển U23 Việt Nam càng chơi càng khỏe. Khá nguy hiểm. Bóng đi bất ngang qua khung thành của Văn Toản. Phút thứ 118 rồi các anh ơi. Cố lên, cố lên. Sẽ rất trông gai trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại. Hoàng Đức. Tuyệt vời. Vẫn là một Tiến Linh. 1-1. Vẫn là 1-1, Tiến Linh đang đẩy đồng đội. Cũng không cần phải vội. Bây giờ thì bóng được dành cho một trong những cầu thủ khỏe nhất của U23 Việt Nam trên sân là Dũng Quang Nho, đội trưởng của U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á năm nay. Thời gian dần trôi. Phá bóng. Hoàng Đức. Quá hay, đó là Thanh Bình. Đó là Thanh Bình. Phút thứ 119 rồi. Hơn một phút nữa thôi. Trận đấu nghẹt thở thực sự. Nghẹt thở với chúng ta, những cổ động viên, với chúng tôi, những bình luận viên và với quý vị đang theo dõi qua truyền hình. Nhưng có lẽ tất cả những điều đó càng làm chúng ta chia sẻ hơn với sự cố gắng hết mình của các cầu thủ đến lúc này. Cường độ tấn công của U23 Malaysia được tăng cường. Nhưng bây giờ thì những Bùi Hoàng Việt Anh, những Tiến Long hay Thanh Bình đang trở thành một bức tường thành vững chãi để che chắn cho khung thành của thủ môn Văn Toản. Thời gian thi đấu của phút thứ 2 gần hết. Mahadi không còn nguy cơ nào nữa. Lúc này thì đội tuyển U23 Việt Nam đang chọn một lối đá chậm rãi. Chậm rãi từ các vị trí ở trên sân. Những giây cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức cho hiệp phụ thứ hai.
ta vẫn chưa được nghe công bố về thời gian bù giờ của hiệp phụ thứ hai. 2 phút. Cho nỗ lực để tiến vào trận chung kết SEA Games thứ hai liên tiếp của chúng ta. Bây giờ thì U23 Malaysia chẳng còn cách nào khác là phải dồn toàn bộ đội hình lên tấn công. Những phút cuối trận là một hình ảnh tương phản với những gì mà chúng ta đã theo dõi trong phần lớn quãng thời gian của trận này. Bật tay, vẫn còn, không có một tình huống đá phạt góc của ném biên cho chúng ta. Một pha xử lý xuất sắc và Tuấn Tài ăn mừng như thể anh vừa ghi được một bàn thắng vậy. Đó là điểm mạnh của Tuấn Tài. Đây là lần thứ hai Tuấn Tài thành công trong việc đá bóng vào chân đối phương để giải nguy. Còn nốt pha bóng này thôi. Pha bóng mà U23 Malaysia dồn tất cả mọi hy vọng của họ. Chúng ta thấy hình ảnh những lời nguyện cầu từ phía các cổ động viên Việt Nam ở trên khán đài. Quả đá phạt của Ninh Mát. Đánh đầu! Tiến Linh đánh đầu ghi bàn, Tiến Linh đánh đầu phá bóng. Và bóng chạm chân của Ninh Mát. Có thể nghĩ tới trận chung kết được rồi quý vị ơi. Và bầu không khí này, sự sôi động này chuẩn bị đến với sân Mỹ Đình trong một cuộc hò hẹn lịch sử của mùa hè năm 2022 kỳ SEA Games 31 tại Việt Nam. Một hẹn dành cho U23 Việt Nam. U23 Thái Lan gọi và U23 Việt Nam đã trả lời. Một sự kiện thắng tốt độ của huấn luyện viên Park Hang-seo và của các cầu thủ, của Đỗ Hùng Dũng, một người trải qua những trận chinh chiến biết bao năm và bây giờ là một trạng thái nằm nghỉ sau những vất vả mà các anh đã trải qua.